Rồi chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hồi Phúc. Tiếp tục clip giới thiệu máy cho anh em sáng hôm nay nha. Quy định mua máy mình xin nhắc lại cho anh em luôn, số điện thoại đặt hàng là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nha anh em. Và quy định mua máy thì cọc trước với mình đi, cọc video 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Nhấn mình họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua nha, mình sẽ ship hàng cho anh em. Thì tiền cọc thì anh em trừ vào tiền hàng lúc anh em nhận được máy nha. Vui lòng cộng thêm 35.000 tới 40.000 tiền ship đó. Anh em nào mà chịu khó thắng thì mình bao ship cho anh em. Còn anh em mà cọc tiền thì vui lòng chịu phí ship cho mình nha. Rồi, con máy đầu tiên trong clip này là một em Ribery anh em. Máy ring nha, màu xanh đen. Con này chưa thay thế nha anh em. Vỏ có số sát thêm 5 tháng nha. Đó. Màn hình 5.5 ha, RAM 332, pin con này là 3.300. Màn này đã dán cái lực cho anh em rồi. Xước sát rất là ít nha, gần như không có luôn. Con này đẹp. Có đốm nhau hoặc vàng nhị thôi. Người ta nhìn thấy đúng không? Còn chức năng này full nha anh em. Ribey và rim. Nói chung là sườn cũng có xước sát, không được đẹp keng nha. Tại vì vó này chưa có thay mới. Còn nguyên cái vó rim của nó nha. Còn này đến em giá 1550 nha. 1550. Kèm sạc dán kính cho anh em nha. iPhone 7 lock anh em, con này 7 lock nha. Màu rose gold, có nghĩa là màu hồng đó anh em. 32GB ha. 32GB, máy lock đã lưu quốc tế rồi, anh em chỉ việc bỏ sim là xài thôi. Vỏ shell là xuất sắc, không được đẹp nha. Máy nguyên zin. Nói chung là vân tay vân chân đầy đủ hết ha, chỉ việc bỏ sim là xài thôi. Mình đã lên một tế cho anh em rồi. Con này pin yếu nha, pin dưới 80. Pin bảo trì 73. Anh em nào thích pin mới thì thêm 200 nha. Còn pin này là pin dưới 80 rồi. Nhưng vẫn xài bình thường được một ngày thoải mái nha anh em. Vẫn xài được một ngày ha. Android iOS là 14.4.2. 32GB, máy full quốc tế ha. Full vân tay nha. Vân tay vân chân đầy đủ ha. Máy lock đã lên quốc tế cho anh em, 32GB. Con này để anh em giá 2.6 triệu nha. 2.6 triệu nha, kèm sạc dán kính nha anh em đầy đủ. Anh em nào mà thích pin ngon luôn 100 thì thêm 200 nha anh em. Tiếp theo là con Samsung S9 nha, màu đen. Samsung S9. Màu đen, máy lưng xe có số sắc nhẹ. Màn hình 5.8 nha, RAM 464, pin 3000. Sườn lưng là số sắc nhẹ này. Kính có 1-2 cọng lông mèo nha. Màn thì xin báo cho anh em một tin luôn đây, có một cái đốm nhẹ đây, không lan nha, chút xíu tí tì tì bằng cái đầu kim thôi anh em. Đây. Đó, ngay chỗ cái chỗ mình vuốt màn cạnh này đây, đây. Đó, dính đây một cái đốm nhẹ, còn màn sáng đẹp nha, không có ám ố gì hết, cực đẹp luôn. Samsung S9 mình coi thử con này cái dòng 1 SIM 2 SIM. Con này 2 SIM nha anh em, IMEI 1 IMEI 2 ha, 2 SIM bản VN là 2 SIM nè. Wi-Fi ok luôn. RAM 464 nha anh em. S9 con này để anh em giá 2.690 nha, 2.690.000, kèm sạc dán kính cho anh em nha. Tiếp theo là một con 6S bản lock, 6S lock, máy đẹp keng luôn, nguyên zin đó, keng sạc ha, 64GB nha anh em, còn coi đây đúng không. Đúng chính xác, 64GB đảo lên quốc tế ha, anh em chỉ bỏ sim là xài. Phiên bản là 14.4 Android 14.4 iOS. Pin là 100% pin thay mới cho anh em rồi. Máy này là full nha, vân tay vân chân đầy đủ. Đó, vân tay ok luôn. Mọi chức năng full. 6S lock 64GB, máy đẹp 98 nha. Nguyên riêng. Con này để anh em giá 1.9 triệu nha. 1.9 triệu kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha. Tiếp theo cho anh em là con Oppo A92. Máy đẹp 9899 luôn. RAM 8 128 nha anh em, màn hình 6.5 inch ha.
pin 5 ngàn. Máy nói chung là kem. Oppo A92 màn đẹp, không có xước nha, miếng guarantee vẫn còn màn hình nha. Đó, chức năng full cho anh em. Wi-Fi các kiểu ok hết. Oppo A92 RAM 8 bộ nhớ 128. Wacom là 665. Ok nha, con này để anh em giá 4,3 triệu. 4,3 triệu kèm sạc gian kính luôn cho anh em. Tiếp theo là con Samsung A31. Samsung A31 vỏ sao đẹp keng nha. Màn hình 6,5 inch nha anh em, RAM 628, pin 4000. Kính đại giá cơ lực cho anh em rồi nha. Mở nguồn cho anh em luôn. A31 mọi chức năng full nha anh em. RAM 6128, nói chung xài thoải mái luôn. Con này ra đi anh em giá 3,8 triệu nha. 3,8 triệu kèm sạc gian kính cho anh em nha. Samsung A50s, con này vỏ sao xuất sắc thôi, đêm tháng này mấy người riêng chưa đồng chạm nha anh em. RAM 464, màn hình 6,4 inch, pin con này 4000. Vỏ lưng sườn cao suốt. Màn thì đây, có miếng dán guarantee vẫn còn như này, đẹp keng luôn, chưa hề có một vết xước nào nha. Samsung A50 50S chứ không phải 50 thường, A50S. Đó. A50S chức năng full. Máy Việt Nam 2 SIM, thoải mái luôn, máy đẹp. Lưng sức sướng thôi, còn kính đẹp keng. RAM 464, con này để em giá 3,2 triệu. Kèm sạc gian kính 3,2 triệu. Samsung A600 bản hàng, một SIM. Màn hình 5,6 inch, RAM 332, pin 3000. Máy đẹp như clip mình quay nha. Con này đẹp 98 nha anh em. Kính đại giác cơ lực đẹp keng. Đó, chức năng full. Một SIM nha anh em. Con A6 này là một SIM. Em này là đi cho anh em giá 1,750. 1,75 kèm sạc gian kính luôn. Con Renault, con này từ từ, con này mới thu, test mới bán được cho anh em, con Renault 5 đó. Tiếp theo là một con máy tính bảng Lenovo 7 inch. Lenovo 7 inch, lưng sau thì có sức sướt đây. Kính đẹp nha, kính đẹp có một hai cọng lông chuột nhẹ thôi. Tab 7 inch, anh em xem YouTube, lướt web thoải mái nha. Chức năng full. Wi-Fi các kiểu ok. Máy 7 inch cho anh em, cho con nhỏ xem YouTube ha. Con này để anh em 930.000 thôi, 930k kèm sạc cho anh em luôn nha, quá bèo. Tiếp đến cho anh em là một con Samsung A8 bản hàng, máy riêng nguyên, lưng có xuất sắc nhẹ thôi. RAM 432 nha, màn hình 5,6, pin 3000. Sườn nói chung là tổng thể cũng còn đẹp cho anh em, tầm 7,8 rồi luôn. Màn thì đã dán cái lực cho anh em rồi, màn có vài cọng lông chuột lông mèo nhẹ nhẹ đó. Màn hình 56 thôi nha. Wi-Fi chức năng full, nói chung là chức năng full cho anh em xài. Một SIM nha anh em, không có xài hai SIM nha, con này xài một SIM. Máy riêng của A8 luôn, bán hàng ha đó. Máy đẹp 9798, con này ra đi cho anh em 2,3 triệu, giá 2,3 triệu nha, kèm sạc gian kính cho anh em nha. Samsung A50, A50 máy ring, vỏ sau lại có nhâm nhâm đôi sẹp lưng, kính camera đẹp keng, màn hình 6,4 inch, RAM 464, pin 4000, sườn có xuất sắc nha, lưng xuất sắc, kính keng, kính này đã dán cơ lực rồi, keng sạc em, kèm sạc cho anh em luôn. RAM 464, con này là A50. Chức năng này quá ok rồi, khỏi phải lo. Samsung A50 màn đẹp, sáng đẹp, mấy nguyên riêng, lưng xem sướng sướng thôi, anh em thích thì thay mới, đơn giản. Con này ra đi anh em giá 2,9 triệu nha, 2,9 triệu kèm sạc gian kính nha anh em. Tiếp theo là một con Samsung Note 8 bản hàng, Note 8 bản hàng, màn hình 6,3 inch, RAM 664,
pin 3.300, lưng sao đẹp, chuyến bay 98 nha, bút còn nguyên nha nè, bút còn nguyên ha, đây sườn này, Samsung Note 8, kính đẹp, lưng nói chung là kính quá đẹp, màn này một đốm nhỏ bên góc đây, đốm góc đây, bao anh em xài không lan lan một tháng thoải mái, không bao giờ lan, màn nói chung mấy con này có đốm ám nhẹ nha, ám nhẹ không đáng kể nha anh em, bản hàng xài một sim, wifi, RAM 664 dành cho anh em chữa cháy, xem YouTube với lại chơi game thoải mái luôn, con này để anh em giá 3.200.000, 3.100.000 luôn, để anh em 3.100.000 thôi, kèm sạc dán kính, dán keo cho anh em nha, gắn cầu trong, 3.100.000, quá bèo nha anh em. Tiếp theo cho anh em làm con Mi 8, Xiaomi Mi 8, đẹp keng 9899. Đó. Màn hình 6.21, RAM 664, pin 3.400. Đó, mấy ngoại hình rất là đẹp. Kính đã dán cường lực cho anh em rồi, keng, không phải xuất sắc. Xiaomi Mi 8 nha. Chức năng full, wifi cực mạnh. Mấy nói chung là chức năng khỏi phải chơi con này, mấy keng sao em luôn. Giá 3.500.000 nha anh em. Kèm sạc dán kính nha, 3.500.000. Tiếp theo cho anh em làm con Samsung A6 Plus bản Việt Nam, 2 sim, màu gold, đẹp 97. Kính camera thì có nứt, nứt như này, còn lưng sao đẹp. RAM 4, bộ nhớ 32, màn hình 6 inch, pin 3.500.000 nha. Đó, máy rất là ok. Chức năng thì khỏi phải bàn rồi, full rồi, wifi các kiểu, camera chụp hình đẹp, màn sáng đẹp như ring. Riêng đàng hoàng đó. Galaxy A6 Plus, A6 cộng, RAM 4, bộ nhớ 32. Máy đẹp 9798 nha anh em. Con này ra đi cho anh em 2.300.000. 2.300.000 kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha. Ok, clip hôm nay xin tạm dừng tại đây. Thằng ấy chào cả nhà nha. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới từ kênh mình. Chào anh em.